Vâng, gần đây thì chúng ta thấy nhiều những cái dòng status phải nói là rất sâu sắc. Mai Trang ơi xem rất nhiều những cái status của nhân đạo rồi thì của nhiều người lắm, nhưng mà nói chung chúng ta thấy là cái vấn bọn lịch sử này là nó là tiềm ẩn cho mọi hiểm họa cho một quốc gia. Không đơn thuần là họ nói là bỏ đi chữ Ngụy thì sẽ hòa hợp dân tộc hay là thế nọ thế kia. Đây là cái điều ngụy biện, nhiều người cũng đã nhìn thấy rồi. Trang ngỡ cho rằng khi mà nó bỏ được cái cụm từ ngụy này trong lịch sử thì bắt đầu từ đó mọi hiểm họa mới bắt đầu sinh ra. Rất đơn giản thôi, bởi vì khi trong sách lịch sử, trong cái lịch sử chính thống của dân tộc không dùng chữ ngụy để chỉ cái bọn tay sai bán nước nó, thì lúc đó chính là nó sẽ lấy làm cơ sở để nó cho rằng Bác Hồ và Đảng của chúng ta ngày xưa nói là không đúng. Và chính vì nó đặt vấn đề như thế cho nên là nó sẽ giật đổ tượng đài Hồ Chí Minh. Đây là điều mà nó đã xảy ra ở bên Liên Xô, bởi vì những cái tư tưởng của Bác Hồ đã không còn nữa thì chúng nó rất dễ dàng xuyên tạc. Chúng lại sẽ bắt đầu đặt vấn đề là tại sao từ người ta ấy lại gọi là ngụy, gọi như thế là xúc phạm, là miệt thị, là thế nọ thế kia, cho nên nó sẽ lên án. Và khi nó lên án thì những tượng đài sẽ sụp đổ. Đó là cái là nguy cơ mà chúng ta thấy là nó cũng đã thấp thoáng ở bên Đông Âu rồi, nó thấp thoáng ở bên Liên Xô rồi. Cho nên chúng ta đừng nghĩ đơn thuần như là cái bọn lịch sử nó nói là bỏ đi từ ngụy để mà dễ hòa hợp ấy. Không có lẽ cả mà cái dân tộc này, những người đã từng đổ xương đổ máu, những người đã chịu cảnh chia lìa, mất vợ mà mất chồng mất con, bây giờ lại phải đi quỵ lụy xin xin mấy cái thằng chống cộng cực đoan kia để mà cho hòa hợp. Tại sao những người làm công tác đối ngoại, công tác của những người đối với người Việt Nam ở nước ngoài không nói thẳng vào mặt cái bọn nó? Ở trong nước người ta không cần để ý gì đến các người đâu, người ta sẵn sàng tha thứ, ai về cứ về đi, nhưng về đàng hoàng tử tế. Bây giờ là bắt lại phải là thừa nhận cái nọ, công nhận cái kia, thì là của thế là chúng mắc chúng nó về. Đây, cái tư tưởng này là cái tư tưởng nô dịch, mà cái tư tưởng này nó còn hèn hơn cả mấy thằng ngụy nữa. Thằng ngụy nó đã đi làm tay sai rồi, bây giờ mình lại phải cầu khẩn nó thì khác gì là mình cái là đầy của tớ cho nó. Cho nên đây là cái ý thức này, là ý thức phải nói là hết sức nô dịch, làm mất đi cái hào khí của dân tộc Việt Nam. Nó muốn hòa hợp thì nghị quyết đã ghi rõ ràng là không tách rời, chúng mày muốn đi thì chúng mày đi, chúng mày muốn về thì về, về thì về tuân thủ cái pháp luật này, nhập gia tùy tục, đáo giang tùy húc, nhập gia tùy tục, muốn về là phải chấp hành theo cái quy định, chứ không về là chúng mày về là chúng mày muốn nói năng kiểu gì, chúng mày muốn kích động kiểu gì là được, cứ nói thẳng vào mặt chúng nó vậy chứ, hòa hợp được thì hòa, không hòa thôi chứ. Đón người chạy về chứ sao mà thế là thầm đón người cứ thế là tích chạy đi được. Và Trần Ngô cũng rất buồn lòng trong những cái người lãnh đạo ở các khu vực nọ khu vực kia, mà thậm chí trên quốc hội cũng thế, cứ lo cho phía bên kia, chẳng hiểu bên kia thế là cái bên nào. Bên kia nói là chỉ những kiều bào ở con nước ngoài thì họ cũng có quốc gia của họ lo rồi, mình lo cho họ cũng tốt thôi, nhưng mà lo cho người dân trong nước trước đã. Cố tình tạo ra những cái gì đó mà nó làm cho người dân khó hiểu phía bên kia, trong khi nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một rồi, đứa nào tuân thủ ấy mà đứa nào mà tôn trọng là về, cái tối thiểu là phải tôn trọng, chứ đừng ra vẻ ta đây mà bắt người dân trong nước cứ phải thế nọ cứ phải thế kia, rất là vô lý và bực bội đó. Mấy ông lịch sử ông không nhìn mấy cái thằng bỏ mẹ nữa ở bên nước ngoài kìa, nó gọi là cộng nô này, nó gọi là giặc cộng này, nó gọi là thằng vẹm này, tại sao con không nói thịt mẹ cho mày, nói thế là theo miệt thị đấy, xong đập vào mồm chúng nó đi. Mà người dân thì gọi là chúng tôi gọi theo đảng, gọi coi theo bác thì lại cho là miệt thị là sao, chưa miệt thị bằng bè lũ tay sai, bằng bè lũ bán nước, bằng bầy là chó săn. Cái ngụy là cái mà nhân văn nhất, bao dung nhất, không còn cái từ nào để mà có thể thay thế được. Cho nên cái nguy hiểm bỏ đi từ ngụy là cực kỳ nguy hiểm chứ không phải là, theo chàng ngươi hiểu là nó không phải là đơn giản đâu. Khi mà nó bỏ được từ ngụy rồi là nó cớ, nó là nó có cớ, nó vu vạ cho đảng và bác đã nói không đúng về cái lịch sử,
người ta là chính quyền quốc gia Việt Nam, người ta là quân đội quốc gia Việt Nam, công là cứ gọi nó là ngụy quân ngụy quyền. Thế là bắt đầu nó lấy cớ đó là bắt đầu nó tấn công lại, rồi là cộng theo những cái lũ điêu dân điêu ngoa chả biết cái gì, rồi là đi làm mấy rồi hỗn loạn lên là giống như Myanmar. Cho nên chúng ta phải nhìn ra được cái sự nguy hiểm thì nó sẽ giúp chúng ta có cái sức mạnh trong cuộc đấu tranh này. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn đúng là sự thật, nhìn nó được hiểm họa từ những cái lời lẽ ngon ngọt của bọn nó, nào là bỏ đi cụm từ ngụy để mà dễ hòa hợp để đòi lại Hoàng Sa, có thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa làm quốc gia thì mới đòi được Hoàng Sa. Cái mả mẹ chúng nó lúc chúng nó ở đây chúng nó còn chả giữ được, nó nghe lời chủ nó bán đi, huống hồ bây giờ chẳng còn cái thằng mả mẹ nào nữa để mà coi khôi phục. Bây giờ thì là đứa nào có đầy đủ cái quyền hạn để mà gọi là đại diện cho cái thây ma này. Cho nên đó là những điều hết sức vô lý, chúng ta phải nhìn ra rõ được cái dã tâm thâm độc của bè lũ lịch sử. Trong cái chủ đề này thì có một bài viết mà chúng tôi thấy rất là tâm đắc, đó là bài viết Gươm lịch sử không tha bày gian ác của nickname Nguyễn Hưng, chúng tôi sẽ được chia sẻ. Chia sẻ về cái nick nào không? Vâng, bài viết này có tựa đề là Gươm lịch sử không tha phường gian ác. Cũng như mọi khi chúng tôi sẽ đọc hết một lượt rồi chúng tôi sẽ thấy cái đoạn nào mà cần phải làm cho rõ thêm thì Trần Ngơ xin được chia sẻ những cái cảm nhận của mình. Bây giờ Trần Ngơ xin đọc qua một lần. Gươm lịch sử không tha phường gian ác. Mấy năm qua, việc phản ứng dữ dội của quần chúng nhân dân cùng các cựu chiến binh, tướng lĩnh trong quân đội xung quanh lời giải thích không thỏa đáng của ông Trần Đức Cường, mà ngoặc đơn nối tiếp ông Cường là ông Nguyễn Mạnh Hà ở Bộ Quốc sử 30 tập đóng ngoặc đơn về việc bỏ sử dụng từ ngụy trong bộ sử 15 tập do chính Trần Đức Cường làm chủ nhiệm và tổng chủ biên cho đến giờ vẫn chưa suy giảm. Vì thế, tác giả bài viết này xin được giới thiệu với các bạn bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết gửi cho các ngụy binh được đăng trên các báo Cứu Quốc số 1915 ra ngày 28 tháng 9 năm 1951 để chúng ta hiểu rõ hơn bản chất của từ ngụy trong cách nhìn nhận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới đây là toàn văn bức thư, xin được trích nguyên văn. Thư gửi các ngụy binh ngày 28 tháng 9 năm 1951. Tôi đã nhận được thư 300 ngụy binh công giáo bị bắt trước mặt trận xin tha. Tôi cũng đã nhận được thư của những nhóm ngụy binh khác hứa hẹn. Tôi trả lời như sau. Một mặt, vì các người chưa hiểu rằng giặc Pháp đương mưu mô cướp nước ta, bù nhìn Bảo Đại đang mua bán nước ta. Kháng chiến là cốt làm cho nước ta được độc lập thực sự, cho nhân dân ta được tự do, đồng thời cho đồng bào công giáo được tự do thờ Chúa. Một mặt khác, các người hoặc bị giặc Pháp và bù nhìn ép buộc, hoặc bị chúng lừa phỉnh mà đi lính cho chúng chống lại Tổ quốc. Nhưng các người cũng là máu đỏ da vàng, khi đã hiểu thì chắc không ai nỡ lòng làm nanh vuốt cho giặc chống lại Tổ quốc để mang tiếng xấu muôn đời. Tuy các người đã phạm tội nặng là cầm súng chống lại Tổ quốc, song chính phủ kháng chiến độ lượng khoan hồng,
thương hại các người như những đứa con lầm đường, cho nên nặng về giáo dục, nhẹ tay xử phạt để dìu dắt các người bỏ đường tà theo đường chính. Vì lẽ đó, đối với những ngụy binh đã bị bắt và đã biết tội thì chính phủ sẽ dần dần tha thứ cho về với cha mẹ vợ con. Đối với những nhóm ngụy binh có thư hứa hẹn thì tôi có lời khuyên răn và dặn dò: anh em phải cẩn thận, sẽ có cán bộ kháng chiến liên lạc và hướng dẫn anh em. Đối với tất cả ngụy binh thì chính phủ sẽ khoan hồng những người sớm quay về với Tổ quốc, sẽ trọng thưởng những người và những nhóm đái tội lập công lớn. Ngụy binh cũng là con dân nước Việt, nhưng vì dại mà đi lầm đường, cho nên tôi và chính phủ sẵn sàng tha thứ những người sớm biết lỗi và quay về với đại gia đình kháng chiến Hồ Chí Minh. Đó là nguyên văn bức thư của Bác Hồ gửi cho những ngụy binh trong kháng chiến chống Pháp, cụ thể là ngày 28 tháng 9 năm 1951. Vâng, để chút xíu Trần Ngươi sẽ đọc lại. Có thể thấy rõ ràng rằng trong thư gửi các ngụy binh, Bác Hồ dùng từ ngụy để kêu gọi, khích lệ anh em binh lính hãy tỉnh táo sáng suốt, nhận rõ âm mưu thâm độc của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai bán nước. Bác muốn giúp họ nhận ra sai lầm của mình để rồi giác ngộ cách mạng, mau chóng trở về với chính nghĩa, với nhân dân. Trong giao tiếp, bác là người rất cẩn thận, tỉ mỉ khi chọn câu chữ để thể hiện. Thế nên xuyên suốt nội dung của bức thư của bác không hề ngần ngại khi sử dụng từ ngụy để bày tỏ suy nghĩ và tình cảm với những con người đã từng lầm đường lạc lối. Đối với bác, dùng từ như vậy không phải là ghét bỏ hay thù hận gì họ. Trái lại, bác luôn xem họ như là con dân nước Việt, là đồng bào bình thường. Nhưng chỉ vì nhiều lý do nên họ mới phải đi lính cho giặc. Vậy mà không hiểu vì sao có những kẻ được cho là trí thức, có trình độ học vấn cao lại tỏ ra lo ngại khi sử dụng từ ngụy đến mức hèn hạ. Chúng tìm đủ mọi cách xóa bỏ từ ngụy quân ngụy quyền ra khỏi những tài liệu lịch sử, cắt ngắn đi lời kêu gọi của bác trong những thước phim truyền hình mang tầm cỡ quốc gia chỉ vì nó có dính dáng đến cụm từ ngụy quân ngụy quyền. Phải chăng tâm của chúng đã thuộc về ngụy, nên từ ngụy là nỗi ám ảnh khiến chúng không dám nhìn thẳng vào sự thật. Chúng sợ từ ngụy hơn sợ sự nổi giận của dân tộc. Thế nên chúng quyết tâm rửa sạch tội lỗi cho ngụy bằng cách viện dẫn mọi lý do, trong đó những lý do mà chúng đưa ra có cả việc thực hiện hòa hợp dân tộc theo tinh thần nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Thực chất đó chỉ là cách đánh lạc hướng dư luận về chi tiết, dùng từ ngữ liên quan đến ngụy quân ngụy quyền mà thôi. Đó chính là những tuyên bố dở hơi nhưng đầy chủ đích của những kẻ mang danh nhà nghiên cứu khoa học, giáo sư, tiến sĩ sử học. Đảng và nhà nước ta luôn kêu gọi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng của người thể hiện rất rõ trong thư gửi các ngụy binh với cách ứng xử đậm chất nhân văn, chẳng đánh mà người chịu khuất, mưu phạt tâm công. Vậy thì lý do gì bọn họ lại cho rằng từ ngụy mang tính chất miệt thị? Hãy nhớ rằng Bác Hồ luôn dùng từ ngụy trong suốt thời gian lãnh đạo đất nước. Nếu cứ theo lối tư duy của các nhà làm sử như ông Trần Đức Cường, Nguyễn Mạnh Hà thì Bác Hồ đã miệt thị đồng bào lầm đường lạc lối ư? Nói như các vị ấy thì chẳng khác nào nói Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã làm những điều sai trái sao? Thật là viển vông và hài hước cho cái cách ngụy biện của những kẻ nhân danh giáo sư, tiến sĩ khoa học lịch sử. Vâng, cái đoạn này tác giả viết rất hay. Chúng ta hãy nghĩ xem, nếu một ngày nào đó những lá thư chúc Tết của bác, những câu thơ đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, hay chúng nuôi dưỡng ngụy quyền ngụy quân làm công cụ hại dân phản nước,
những văn kiện trong lịch sử Đảng Cộng sản có dính dáng đến Từ Ngụy, những câu nói bất hủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới chiến trường giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng, không còn tồn tại trong sách sử và tất cả sẽ chìm dần vào quên lãng, thì lúc đó thế hệ con cháu sẽ nhìn nhận thế nào về thế hệ đi trước? Liệu chúng có còn tự hào về cha ông mình nữa hay không? Việc hiểu biết lịch sử Việt Nam của lớp trẻ hiện nay đang là vấn đề đáng báo động. Việc học sinh không thích học môn lịch sử và không thấu hiểu lịch sử dân tộc là rất rõ ràng. Cần phải tìm hiểu nguyên nhân và cần có những biện pháp hữu hiệu để các em tiếp thu vững chắc lịch sử dân tộc, thực hiện lời Bác Hồ dạy, dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Lịch sử là những gì thuộc về quá khứ, nếu không có quá khứ sẽ không có hiện tại và tương lai. Biết quá khứ để rút kinh nghiệm mà vận dụng cho hiện tại và tương lai. Ghi chép lịch sử, nhất là lịch sử về hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và Đức Quốc Mỹ, là để người đọc hiểu rằng đó là những trang sử vàng đấu tranh chói lọi của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Để người đọc nó, họ hiểu ngay rằng những câu như các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, là lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa là của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Nguyễn Viết Xuân hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn, hay sống như anh biết ngay là anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Hòn đất là trị sứ Phan Thị Ràng, hay người con gái đất đỏ là liệt nữ Võ Thị Sáu. Chứ đừng để người đọc lầm tưởng chế độ bù nhìn Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập. Chúng là những kẻ yêu nước, chúng cũng có lý tưởng chiến tranh, chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến ý thức hệ miền Bắc xâm lược miền Nam. Mỹ và Pháp chỉ là đồng minh giúp đỡ. Đấy không phải là cách ghi chép lịch sử, mà đấy phải được coi là hành động lịch sử mới đúng. Nhân dân và chính quyền cách mạng Việt Nam ta vì cao thượng và nhân từ mà tha thứ, không đuổi cùng giết tận những tên tội đồ phản quốc chống lại dân tộc. Nhưng không phải vì thế mà không ghi vào lịch sử những việc làm tội ác phản dân hại nước của chúng. Chép sử thì phải nhớ câu nói gươm lịch sử không tha phường gian ác, nghĩa là phải hắc bạch phân minh để cho người dân và các thế hệ mai sau biết rõ những ai phải được tôn vinh, những kẻ nào cần phải lên án, phê phán. Thế mới đúng theo truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nét văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta. Ai đó cho rằng thay thế từ ngụy quân ngụy quyền bằng những danh xưng hoa mỹ như chính quyền quốc gia, quân đội Việt Nam Cộng Hòa và thực thể chính trị để cho thích hợp với chính sách hòa giải hòa dân tộc thì e rằng điều này không có giá trị thuyết phục. Đó chỉ là cách biện minh cho cái lối viết sử thiếu ngay thẳng, hay nói đúng hơn là bất minh và lươn lẹo để thỏa mãn mưu đồ làm chính trị của cá nhân họ mà thôi. Thiết nghĩ bộ bỏ cụm từ ngụy quân ngụy quyền trong sách sử với bất kể mục đích gì đều là hành động không thể chấp nhận được. Nó đáng bị lên án và cần phải dẹp bỏ ngay. Những suy nghĩ ấy chỉ có ở những kẻ có tư tưởng phản bội lại dân tộc, phản bội Tổ quốc. Hãy nhớ cách đây không lâu, 72 thành viên trong nhóm kiến nghị 72 đã làm đơn gửi Quốc hội bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp, còn gọi là kiến nghị 72, kèm theo một văn bản mà họ nói đó là dự thảo mới, kêu gọi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, trong đó có nhiều người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhưng thực chất là lại là những kẻ thoái hóa biến chất, lệch lạc về tư tưởng chính trị với nhiều lý do khác nhau, đang bất mãn chế độ, được các thế lực thù địch bơm thổi kích động, được bọn phản động trong và ngoài nước lôi kéo mua chuộc cổ suý. Chúng là những kẻ luồn cúi sẵn sàng bán rẻ lương tâm cho các thế lực thù địch để thực hiện bằng được chiêu bài diễn biến hòa bình mà ngoài đơn, tức là chiến tranh không tiếng súng, đóng ngoài đơn.
hòng chống phá Đảng và Nhà nước ta, chống lại sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nhân dân ta. Câu hỏi được đặt ra, liệu những kẻ đang nhân danh nhà nghiên cứu khoa học là giáo sư tiến sĩ lịch sử mà ngọ đơn đang tìm cách kêu gọi bỏ từ ngụy, chính danh cho bè lũ tay sai Việt Nam Cộng Hòa đóng ngọ đơn, có phải là những kẻ cùng mang mầm mống tư tưởng phản nghịch như nhóm kiến nghị 72 hay không? Bởi thực chất, đến ngay cả báo đài truyền hình trung ương dường như cũng bị bọn chúng tìm cách thao túng, bưng bít thông tin, thậm chí gỡ bỏ những video đã được lên sóng chỉ vì video đó có phỏng vấn các tướng lĩnh trong quân đội về bộ sử 15 tập với cụm từ ngụy quân ngụy quyền. Trên không gian mạng, chúng tìm đủ mọi cách để triệt hạ bất kỳ ai nếu người đó dám cản trở việc làm của chúng. Chúng tận dụng báo chí trong và ngoài nước để tuyên truyền tôn vinh cho 74 tên lính ngụy chết trận ở Hoàng Sa, rửa tội cho Nguyễn Ánh, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, thậm chí ngay cả Ngô Đình Diệm, kẻ đã ban hành luật 10/59, lê mê chém đi khắp nơi giết hại đồng bào mình. Những kẻ mà sử sách cũ vẫn thường cho là đã cóng rắn cắn gà nhà với quan điểm dân túy, yêu nước theo cách riêng của họ. Chỉ cần nêu một số nội dung như phân tích ở trên đủ thấy rõ bản chất ý đồ xấu xa của chúng. Tuy nhiên, chúng lại là những kẻ có quyền lực, có địa vị, học thức nên có nhiều khả năng chi phối công luận, dễ dàng làm mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Trong bối cảnh loạn sử hiện nay, người bàn xuôi kẻ phán ngược về lịch sử nước nhà, nhiều vấn đề lịch sử đang bị đảo lộn bởi những sự kiện lịch sử lâu nay chỉ có thể nhưng vì lòng người thay đổi nên họ cứ viết lại theo ý họ, gọi đó là cái nhìn mới trên cơ sở phương pháp luận sử học mới. Và bằng nhiều mánh khóe, cách tân, khua chiêng gõ mõ làm rối loạn lòng người, khiến dư luận không khỏi phân tâm mà bất bình. Mọi thứ đã quá rõ ràng, đây có thể được coi là âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đánh vào nền tảng tư tưởng, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đi ngược lại lợi ích dân tộc, gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Đảng cũng như phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Lịch sử Việt Nam do dân tộc Việt Nam dùng máu và nước mắt mà viết nên. Mà viết nên hình hài truyền thống. Tôn trọng sự thật lịch sử mới là tôn trọng dân tộc Việt Nam ta. Bất kỳ kẻ nào với bất kỳ lý do gì mà tìm cách viết lại lịch sử, xét lại lịch sử thì kẻ đó đích thị là tội đồ phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân. Hãy nhớ rằng gươm lịch sử không tha phường gian ác. Vâng, bài viết nói chung là rất là phân tích cũng chi tiết. Khi mà chúng ta đã đọc cái bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ngụy binh trong cái thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đó, thì chúng ta thấy Bác Hồ dùng không hề có cái gì gọi là miệt thị cả. Nói đúng ra cái bản chất của cái bản thân họ, nói đúng cái vị trí mà họ đang đứng thì mới thuyết phục được. Chứ nếu như mà nói không đúng được cái bản chất thì họ cũng đã kém, thì thực chất nó đã kém đi cái sự thuyết phục rồi. Cho nên không có gì thuyết phục bằng cái sự thật. Bây giờ cũng thế. Nếu như mà một số nhà lịch sử cho rằng nó khó hòa hợp, nếu chúng ta dùng cụm từ ngụy quân ngụy quyền, thì phải làm công tác với bên kia. Chứ còn bên này chúng tôi đã rộng lòng tha thứ từ lâu rồi, nghe theo cái truyền thống đạo lý của cha ông, nghe theo lời hướng dẫn của Đảng, đã bỏ cái hận thù này từ rất lâu rồi. Bây giờ công mới nói là để phục vụ cho hòa hợp là công xuyên tạc thực tế đấy. Công nói không đúng về cái thực tế đấy. Còn đã có lần chẳng ơi đã nói rồi, hòa hợp tới mức độ mà rất tự nhiên, mà hòa hợp một cách rất là coi như là khó phá vỡ. Là ông Việt Cộng này gả con gái hay là gả con trai cho ngụy quân ngụy quyền kia để hai dòng máu nó trộn lẫn lại.
để đến cái thế hệ kia chúng nó là một người Việt thuần túy, chẳng còn mang hận thù gì nữa. Không lẽ là nó thù ông nội nó để nó thì không lẽ nó bênh ông nội nó để nó ghét ông ngoại, hay là không lẽ nó là bênh ông ngoại để nó ghét ông nội. Đây là một cách hòa hợp tự nhiên rất hiệu quả từ lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ. Phải đợi mấy ông Nguyễn Mạnh Hà, mấy ông Vũ Minh Giang, mấy ông Trần Đức Cường, mấy ông Nguyễn Thanh Sơn nhắc nhở thì người dân mới biết. Cho nên mọi những cái luận điệu như bài viết nói đấy, đưa ra những cái chiêu trò nọ để phục vụ cho cái nọ kia là thực tế chỉ là những lời ngụy biện. Và chúng ta cũng phải nên nhớ rằng bỏ đi cụm từ ngụy quân ngụy quyền chính là cái bước đầu để nó giật đổ tượng đài Hồ Chí Minh và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây là bước đầu tiên để chúng nó thực hiện âm mưu đó. Khi đã bỏ được cụm từ ngụy quân ngụy quyền đi thì những người cộng sản nhất định sẽ không còn được giữ cái vai trò lãnh đạo đất nước nữa. Ngay từ những ngày đầu tiên khi Phan Huy Lê đưa ra những cái chiêu trò cho rằng anh hình ảnh anh hùng Lê Văn Tám là không có thật, rồi cái nhóm Văn Đoàn Độc Lập xuyên tạc về hình ảnh của chị Võ Thị Sáu, rồi thì những kẻ mất dạy như Hà Văn Thịnh muốn xóa bỏ hình ảnh anh hùng Tô Vĩnh Diện và nhiều những kẻ khác, chính là mục đích của nó muốn nói với người dân rằng truyền thông của Đảng không đáng tin cậy, họ lừa dối nhân dân. Đây là cái chiêu trò mà chúng nó đã thực hiện. Và không biết Trần Ngơ có lo xa không, nhưng mà theo cảm nhận của Trần Ngơ, khi nó bỏ được cụm từ ngụy quân ngụy quyền rồi ấy, thì đất nước này dứt khoát sẽ loạn. Nó sẽ vin vào như thế, nó sẽ xét lại lịch sử, suy gẫm lại, không khác gì bên Liên Xô. Nó cho rằng Hồ Chủ tịch nhẹ thì nói là nói không đúng sự thật, có ý đồ miệt thị, gây ra cái sự mâu thuẫn dân tộc để xảy ra cuộc chiến tranh và nó trở thành cuộc nội chiến. Đó là âm mưu bước đầu để chúng nó muốn giật đổ tượng đài Hồ Chí Minh, hồn cốt của dân tộc, niềm tự hào của dân tộc đang bị đe dọa. Chứ chúng ta đừng có nghĩ bình thường là chúng nó sẽ bỏ đi để hòa hợp, để đòi lại cái này cái kia đó. Luận điệu của chúng nó rất là xảo trá. Hơn lúc nào hết những cựu chiến binh đừng nên thờ ơ nữa, đừng vì những cái bất mãn nhỏ nhoi trong đời sống, những cái gì chưa đạt được mà quên đi công lao của mình, quên đi biết bao nhiêu đồng đội đã nằm xuống. Bây giờ nước mắt chảy còn nhiều người thương còn kịp, chứ lúc sụp đổ như Liên Xô rồi mà là chúng ta khóc thương, chúng ta tiếc, còn bị lớp trẻ nó cười chứ. Các ông là người Việt Nam mà là các ông không hiểu được, các cụ đã dạy rồi, nhỏ không lo vá, để thủng bằng cái rá ngồi mà nhìn, bây giờ còn khóc cái gì. Nói thì nhiều người giận cho là múa rìu qua mắt thợ, nhưng thực sự như thế. Rất nhiều những ông nhiều nhiều những bà cựu chiến binh rất vô trách nhiệm, thậm chí có ông bà còn ra vẻ đạo đức, việc gì của đời, việc đó không việc không phải việc của mày. Cho nên Trần Ngơ rất mong rằng nhất là các thế hệ cựu chiến binh, khi chúng ta còn nói được, khi chúng ta còn phản biện được, thì hãy làm tròn trách nhiệm. Còn một người cựu chiến binh chính là chúng ta nhớ tới những người đồng đội của chúng ta, chính là chúng ta đã nhớ đến những cái thế hệ cha ông chúng ta đi trước đã nằm xuống để cho chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay. Và nếu chúng ta không làm được, không giữ nguyên được lịch sử, thì chúng ta đã trở thành những kẻ bội bội tín, bội nghĩa, bội ân, đủ mọi thứ.